Lệ Quyên hiếm hoi hé lộ ảnh biệt thự tại Mỹ, lộ rõ tiềm lực kinh tế vững vàng. Lệ Quyên không khỏi suýt xoa khi ngắm nhìn biệt thự của bản thân ở trời Tây. Mới đây trên tài khoản cá nhân, Lệ Quyên đã hiếm hoi chia sẻ về hình ảnh biệt thự của cô tại Mỹ. Khi ngắm nhìn không gian tại biệt thự, cô vui vẻ nói, góc vườn nhà đẹp thế này mà lúc nào cũng vội vã, mấy khi ngắm đâu. Trong khung hình trên, dễ dàng nhận thấy biệt thự của nữ hoàng phòng trà được xây dựng và thiết kế vô cùng chỉnh chu, tỉ mỉ. Ngoài tập trung vào phần nhà ở, nữ ca sĩ còn chú ý đến không gian sống ở bên ngoài biệt thự. Cô chủ động làm hồ nhỏ để ngâm mình và trồng nhiều cây xanh bao phủ nhà. Thông qua một số hình ảnh mới nhất, đa số khán giả đều cho rằng tiềm lực kinh tế của Lệ Quyên vô cùng vững vàng mới có thể sở hữu biệt thự ở trời Tây. Được biết cách đây nhiều năm về trước, nữ ca sĩ đã mua bất động sản này để phục vụ cho việc biểu diễn tại nơi đây, cùng một số dự định cá nhân. Ngoài ra, Lệ Quyên còn nhiều lần khiến cư dân mạng bất ngờ khi thoải mái chi tiền mua hàng hiệu. Dù từng gây ra luồng ý kiến trái chiều về cách phối đồ, tuy nhiên đa số khán giả đều không ngừng xuýt xoa. Ngưỡng mộ trước phong cách thời trang sang chảnh, quyến rũ của nữ ca sĩ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.